Thưa tất cả bà con, lần đầu tiên trong 2 tuần qua thì giá cà phê tại kỳ hạn tại hai sàn cà phê London và New York thì đồng loạt có giảm trở lại bà con nha. Sau đây là phần hào với bà con theo dõi bảng giá cà phê tại hai sàn London và New York giảm bao nhiêu, và giá cà phê và lịch tiêu ngày hôm nay, ngày thứ bảy của tuần tại các địa phương, các tỉnh sẽ thử đây ra sao bà con nha. Sau đây là bảng giá cà phê sàn London thuộc phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày thứ bảy của tuần. Giá cà phê tại sàn cà phê London thì có giảm khá mạnh trở lại bà con nha. Giá cụ thể kỳ hạn giao ngay tháng 7 năm 2024 thì giảm 153 đô xuống còn 4.151 USD trên tấn. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 thì giảm 150 đô. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 thì giảm 132 đô. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 năm 2025 thì giảm 125 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê London ở mức khá thấp. Sau đây là bảng giá cà phê sàn New York chốt phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày thứ bảy cuối tuần. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica có giảm khá mạnh trở lại bà con nha. Giá cụ thể kỳ hạn giao ngay tháng 7 năm 2024 giảm 4,10 cent xuống còn 224.00 cent trên pound. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 3,90 cent. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 3,75 cent. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 năm 2025 giảm 3,65 cent. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức trung bình. Sau đây đặt phương hào với bà con theo dõi bảng giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay, ngày thứ bảy của tuần nhé. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ bảy cuối tuần, ngày 27 tháng 4 năm 2024. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê và giá tiêu xô sáng hôm nay, ngày thứ bảy cuối tuần tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.